Chương 23. Tộc phu đến nhà. Gia Lâm, anh đến rồi." Tô Nhàn gọi anh. Gia Lâm bước tới, "Có chuyện gì vậy? Có một thứ này, anh xem thử có ăn được không?" Tô Nhàn đưa cho anh một hạt đậu nành vàng tròn. Thật ra, Gia Lâm vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, bây giờ nhìn lại thì thấy chính là thứ nhỏ bé này. "Đây là cái gì?" "Đậu nành, một loại cây đấy." "Đây là hạt giống à?" "Vâng." Gia Lâm để một chút nguyên lực hệ mộc bao quanh hạt đậu. Hạt đậu từ từ lớn lên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chẳng bao lâu đã nảy mầm, trở thành một cây xanh mướt rồi ra hoa, dần dần chín, toàn bộ kết quả trưởng thành hoàn toàn tất trong thời gian ngắn. Tô Nhan trố mắt. Anh, sao anh làm được như thế? Tôi là người có thiên phú hệ mộc và thủy ma, Gia Lâm đưa cho Tô nhàn hạt đậu đã chín. Thiên phú song hệ, Tô nhàn lần đầu nghe thấy. Thật là tuyệt vời, không có gì, không bằng hệ hỏa của em hiếm thấy. Cấp độ thấp cũng chỉ có thể đốt lửa, tô nhàn lấy hạt đậu, đầu ngón tay hiện ra một chút lửa nhỏ, đốt cháy vỏ đậu, ngọn lửa bùng lên, sáng chói và đầy nguy hiểm. Không sao, có anh nuôi em, Gia Lâm ánh mắt nồng nhiệt, gần như mê đắm nhìn cô. Tô Nhàn không phải là một cô gái ngây thơ không hiểu chuyện. Trước khi đến với thế giới thú, cô cũng đã từng yêu đương ở trái đất. Đối phương là một hoàng tử của một gia tộc quyền thế tình cảm đối với anh ta chỉ là trò chơi giải trí. Cô đã trao hết tình cảm chân thành, nhưng đổi lại chỉ là trò cười và mưu sát. Để tái sinh trên trái đất, cô đã đồng ý liên kết hệ thống sinh con vì trái tim đã chết, không còn khả năng yêu. Lúc này ánh mắt của Gia Lâm rất giống với bản thân của cô ngày trước. Gia Lâm, đừng đặt nặng em quá, em không xứng đáng. Tô nhàn cúi đầu đi vòng qua anh, rời khỏi bếp. Tâm trạng đột nhiên thay đổi, khiến cho Gia Lâm sững sờ. Không thể đáp lại tình cảm, Tô Nhan cố gắng dùng cơ thể để bù đắp cho Gia Lâm. Những tư thế khác nhau khiến cho anh trải nghiệm những niềm vui chưa từng có. Những điều này cô đã học để làm hài lòng người đàn ông kia. Thời gian trôi qua, bụng Tô Nhan phình lên như thổi bóng bóng. Chứng minh rằng khi Tô Nhan nói mình mang thai, thì thật sự là mang thai. Gia Lâm trước đây bao nhiêu phóng túng, bây giờ hối hận bấy nhiêu, ruột gan đều sành lè. Anh vội vã trở về bộ lạc thỏ. Grom kể từ khi trở thành tộc vu, chưa từng đến nhà ai để kiểm tra thai. Tô Nhan là người đầu tiên, không chỉ đến nhà mà còn mang theo rất nhiều quà. Tô Nhan ngồi trên ghế dài phủ giả thú, nhìn Grom như thể biến thành một người khác, đặc biệt là thái độ đối với cô, giống như nhìn ái lệ, khiến cho cô có chút không quen. Đứa bé trong bụng tôi, không sao chứ? Tô Nhan cẩn thận hỏi, Grom khuôn mặt hiền tư trả lời. Không sao không sao, rất khỏe mạnh, phát triển rất tốt tộc Vô Đại Nhân, không phải chị tôi nói cô ấy không có khả năng sinh sản sao?" Tiểu Lạc có chút tò mò, tại sao đá thử thai không phản ứng mà cô ấy vẫn mang thai bình thường. Grom trả lời, "Điều này có thể liên quan đến thể chất của cô ấy. Vô Lạc chuột của chúng ta không có ai khi trưởng thành vẫn nhỏ bé như hồi nhỏ, cô ấy là trường hợp đặc biệt, tự nhiên cũng không có thể so sánh với các thú nhân cái bình thường." "Vậy tức là chị tôi là trường hợp đặc biệt ư?" "Đúng vậy, bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa." Cô ấy cũng là một thú nhân cái rất tốt. Khi cô ấy sinh con, tôi sẽ tích thân giúp cô ấy sinh. Grom đã không còn định kiến gì với tôi nhàn nữa sau khi biết cô mang thai. Mỗi tộc vù đều rất coi trọng dòng máu mới của bộ lạc, đôi khi còn hơn cả tính mạng của họ. Trước đây, Grom không hài lòng với cô, cũng vì ái lệ. Bây giờ ái lệ đã sinh một con cái và bốn con được khỏe mạnh. Linh làng cũng đối xử tốt với ái lệ hơn. Khúc mắc trong lòng tự nhiên cũng tan biến. Bây giờ tôi nhàn lại mang thai, Sắp sinh thêm cho bộ lạc chuột Ông càng hài lòng Đây là thú nhân cái thứ hai mang thai sau lễ trưởng thành Chứng tỏ cô ấy có khả năng sinh sản rất tốt Cảm ơn tộc vu Tô nhàn đáp Ozo cầm một túi da thú đưa cho Grom Phiền tộc vu đến tận nhà Sau này Tô nhàn cũng phải nhớ tộc vu Không cần khách sáo Đây là việc tôi nên làm Grom không nhận túi da thú Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ về trước Con phải báo tin vui này cho tộc trưởng Ozo đích thân tiễn Grom, nhưng khi Grom vừa rời đi, Gia Lâm đã kéo theo tộc vu của bộ lạc thỏ đến. Ozo lại mời tộc vu bộ lạc thỏ vào nhà. Tô Nhan đang định nghỉ ngơi lại bị kiểm tra một lần nữa. Khi tộc vu bộ lạc thỏ cũng xác nhận Tô Nhan mang thai, còn rất khỏe mạnh, Gia Lâm mới yên tâm. Sau khi tiễn tộc vu, Gia Lâm trở lại phòng, thấy Tô Nhan nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Tô Nhan mở mắt, cười tươi, "Tuy là em gầy nhưng thể lực rất tốt, đứa bé không sao đâu, anh không phải lo. Ừ, từ nay về sau, anh sẽ dùng mạng sống để đối tốt với em, Già Lâm thể hứa. Tô Nhan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà sờ bụng. Con anh nói muốn ăn thịt tươi ngon. Anh sẽ đi săn một con hiu ngay bây giờ. Già Lâm lập tức đứng dậy ra ngoài. Chị, em chưa kịp chúc mừng chị mà. Tiểu Lạc mang một ống tre đầy sữa bò đến cho Tô Nhan. Cũng chúc mừng em, sắp được làm cậu rồi. Nhanh chóng tìm một cô dâu về nhà đi." Tô Nhan nhận lấy sữa bò mà cười tươi nói. "Không nhanh như vậy." Tiểu Lạc nghĩ đến thiên phú của mình, cơ thể gầy gò không mạnh mẽ, không có thú nhân nào để ý cả. Tô Nhan uống xong sữa bò, trả lại ống tre cho Tiểu Lạc. "Em không tìm sao mà có? Thú nhân cái đều phải theo đuổi, đâu có ai tự nhiên tới, nếu có chắc chắn có vấn đề." "Hiểu rồi, chị an tâm dưỡng thai đi, chuyện của em không vội." "Chờ đã." em không thích thú nhân cái à? tô Nhan đột nhiên nghĩ tới một khả năng, vì thiếu thú nhân cái, bộ lạc không tránh khỏi việc các thú nhân đực ở bên nhau. mặc dù tộc trưởng không khuyến khích, nhưng cũng không cấm đoán, vì dư thừa thú nhân đực cũng cần phải giải tỏa năng lượng thừa. dù có động dục thú nhân cái cũng không đủ dùng. tiểu lạc không nói nên lời. chị đừng đoán bừa, em rất bình thường. ô dù mang một ít thịt khô thêm muối vào, nghe thấy tiểu lạc nói ngày mai tộc vu bộ lạc thỏ sắp xếp một thú nhân cái của bộ lạc thỏ cùng em vào rừng thú xanh hái quả khả năng sinh sản trùng thượng đẳng rất tốt em phải thể hiện tốt tiểu lạc bỗng đỏ mặt ừ tôi nhan nhận lấy thịt khô ăn vài miếng rồi trước mặt họ từ dưới gốc cây lấy lên một thỏi son và một chiếc gương trang điểm gập đây là những thứ cô mua từ cửa hàng hệ thống tốn 3 điểm tích lũy cô đưa cho tiểu lạc nếu ngày mai em thích cô ấy thì tặng cô ấy cái này nhé chị tô nhan đây là cái gì? Tiểu lạc nhìn chiếc gương và thỏi son với vẻ mặt tò mò. Đây là son môi và gương. Son môi dùng để tô điểm môi, còn gương dùng để soi mặt. Tô nhan giải thích. Tiểu lạc nhìn hai món đồ, mặt đỏ lên. Chị, em, em không biết dùng những thứ này. Không sao, để chị chỉ cho em cách dùng. Em chỉ cần tặng cho cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ thích. Tô nhan động viên. Ô ngồi bên cạnh nhìn con trai cười hiền. Nhớ nghe lời chị Tô nhan, con nhé vâng tiểu lạc gật đầu trong đầu đầy hy vọng gia lâm trở về sau khi săn được một con hươu anh bước vào với khuôn mặt dạng dỡ tô nhan xem anh săn được một con hươu này bây giờ chúng ta sẽ có thịt tươi ngon để ăn tô nhan mỉm cười cảm ơn anh gia lâm em thật may mắn khi có anh gia lâm đặt con hươu xuống nhìn tô nhan với ánh mắt đầy yêu thương anh sẽ luôn luôn bên em mà và chăm sóc em tô nhan nhìn vào ánh mắt của gia lâm cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh cô biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi mãi mãi từ khi gặp anh